Có sáu nghề ác. Trong kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật đã ngăn cấm người cư sĩ không nên hành sáu nghề ác, vì sáu nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật. Sáu nghề ác đó như sau: 1. Không làm nghề săn bắn. Nghề săn bắn là một nghề cực ác, giết hại biết bao nhiêu loài cầm thú rừng: nai, hươu, khỉ, chồn, heo, gà rừng và các loại chim chóc khác nữa, vân vân. 2. Không làm nghề chài lưới. Nghề chài lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt tôm cá, giết hại loài thủy tộc như đặc rọ, lờ, chài, lưới, vó, câu, vân vân. 3. Không làm nghề buôn bán thịt sống. Nghề buôn bán thịt sống là nghề sát sanh trâu, bò, heo, dê, ngựa, chó, gà, vịt, vân vân. Người làm nghề này gọi là đồ tể giết gia súc bán từng ký lô cho người khác mua về làm thực phẩm. Nghề này rất độc ác, giết hại chúng sanh không chút lòng thương xót. 4. Không làm nghề buôn bán thịt chín. Nghề buôn bán thịt chín là nghề lấy thịt chúng sanh nấu thành thực phẩm như phở, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bì chả, nem, vân vân. Nghề này cũng là nghề độc ác, người hành nghề này cũng đánh mất tâm từ bi. 5. Không làm nghề sản xuất và buôn bán rượu. Vì sản xuất và buôn bán rượu khiến người ta nghiện ngập say sưa, không còn trí thông minh, nên họ có thể la xóm, mắng làng, chửi vợ, mắng con, bất kể cha, mẹ, anh em ruột thịt, không biết dơ sạch, nằm ngoài đường, ngủ bụi, ngủ bờ, nằm sương, nằm nắng, làm mất thể diện con người, thân thể dễ sanh bệnh tật, tạo cảnh khổ đau cho cha, mẹ, anh, em, vợ, con, vân vân. 6. Không làm nghề buôn bán người. Nghề buôn bán người là nghề mãi nô, bán nô lệ. Nghề buôn hương bán phấn, nghề mãi dâm cũng là nghề buôn bán người. Nghề này rất độc ác, dùng thế lực, tiền bạc, vật chất bắt ép những người cô thân thất thế đang cảnh nghèo đói bán thân làm nô lệ, làm gái mãi dâm, khiến cho gia đình khổ đau và tan nát. Nghề mãi dâm là một nghề đồi bại, làm mất nhân phẩm của con người, khiến con người không còn đạo đức và còn tệ hơn loài thú vật. Vì con vật có lúc dâm và cũng có lúc không dâm, cho nên kẻ làm nghề bán trôn nuôi miệng là kẻ làm xấu xa thân phận làm người. Sáu nghề nghiệp này là sáu nghề nghiệp độc ác, giết hại chúng sanh và làm khổ đau bệnh tật muôn người, nhất là nghề sản xuất và bán rượu, sản xuất và bán thuốc phiện, sản xuất và bán xì ke ma túy, sản xuất và bán thuốc lá, thuốc lào, vân vân, là những thứ gây bệnh tật, nghiện ngập, hao tổn tiền bạc, của cải, tài sản biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu thế hệ phải gánh lấy hậu quả đau khổ này. Do thế, những người hành những nghề nghiệp này để nuôi thân mạng, cha mẹ, gia đình và làm giàu trên sự đau khổ của muôn người, muôn vật. Họ là những người vô minh, không thấy luật nhân quả đang chi phối, diễn biến từng phút, từng giây trong mỗi con người. Luật nhân quả sẽ không tha thứ một ai. Nếu ai đã làm điều ác thì phải hứng lấy hậu quả khổ đau. Nếu quý vị không tin lời Phật dạy thì hỏi thăm những gia đình đang hành những nghề nghiệp này. Trong bề ngoài có vẻ giàu sang sung sướng, nhưng bên trong chẳng có hạnh phúc gì cả. Thường những gia đình này hay có những người đau ốm bệnh tật, không người này thì đến người khác. Tai nạn thường xảy ra khiến gia đạo bất an, lúc nào cũng lo lắng sợ sệt. Cuộc sống của gia đình họ
chẳng bao giờ êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Làm ác thì phải lãnh quả khổ, không làm sao và cũng không ai cứu thoát khổ được. Vì thế, Đức Phật biết rất rõ nhân quả thiện ác, nên Ngài muốn cho đệ tử của mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau. Ngài thường ngăn cấm, không cho người cư sĩ hành sáu nghề nghiệp ác. Dù nghề nghiệp ấy kiếm tiền rất dễ, nhưng nó không phải là hạnh phúc chân chánh. Do đó, Ngài muốn cho các đệ tử của mình sống an vui, hạnh phúc, chân chánh, không còn gặp cảnh đau khổ nữa. Chính vì hằng ngày, trong cuộc sống chúng ta đã tạo ra nhiều nhân ác, nên phải chịu những quả khổ đau đời đời, kiếp kiếp, chứ không ai mang đến quả khổ ấy cho ta được, dù kẻ đó là quỷ thần ác độc. Cũng như không có một vị thần thánh nào hay một Đức Phật cùng những vị Bồ Tát nào ban phúc lành cho chúng ta được. Xin các bạn lưu ý cho điểm này. Nhân quả là một đạo luật công bằng. Chính chúng ta làm ra là chúng ta phải chịu, không thể người khác chịu thay cho chúng ta được. Vì thế, không ai mang đến khổ đau cho chúng ta, mà chính chúng ta cũng như không ai mang đến hạnh phúc an vui cho chúng ta, mà chính chúng ta. Bởi người cư sĩ không thấy luật nhân quả rất công bằng và công lý, cho nên trong cuộc sống họ không biết chọn nghề nghiệp, chỉ thấy nghề nào làm ra tiền và có cơm ăn áo mặc dễ dàng, nhất là môi trường sống. Nơi đó mọi người làm nghề sát sanh là dễ kiếm tiền, thì họ bắt chước làm theo, nhưng không ngờ lại tạo ra vô vàn tội ác. Từ những hành động tạo ra sự chết chóc và đau khổ cho chúng sanh, thì chính bản thân họ và ngay cả gia đình đều phải thọ lãnh những quả khổ đau ấy từ người này đến người khác. Là đệ tử của Đức Phật, những hàng cư sĩ phải lưu ý sáu nghề nghiệp ác độc này, luôn luôn phải phân theo lời dạy của Đức Phật, thì mới tìm thấy chân hạnh phúc, an vui của cá nhân và của cả gia đình mình. Hành nghề đúng như vậy mới gọi là chánh nghiệp. Chính nghề nghiệp chân chánh mới nuôi được chánh mạng của mình và của mọi người trong gia đình. Hạnh phúc từ ấy sẽ đến với các bạn. Các bạn có tin những lời dạy này không? Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe và không nghi. Sáu nghề nghiệp ác đã dạy trong tập sách này, chúng tôi có ghi chú thêm để quý thầy và các Phật tử nhận thấy rõ. Tại sao lại có chư Tăng Nam Tông thọ dụng thực phẩm động vật? Có phải Đức Phật đã cho phép chư Tăng thọ dụng thực phẩm động vật hay không? Để trả lời những câu hỏi này và làm sáng tỏ Phật giáo, các nhà sư Nam Tông không biết dựa vào lời dạy nào của Đức Phật mà dám thọ dụng thịt động vật. Thưa quý hòa thượng, quý sư, thầy và các Phật tử, hãy đọc lại bài kinh số 55, Chivaka, trang 71, kinh Trung Bộ tập 2, tạng kinh Việt Nam do hòa thượng Minh Châu chuyển ngữ từ tiếng Pali sang Việt ngữ. Trong bài kinh này, đoạn kinh thứ nhất, Đức Phật đã dạy người tu sĩ không được thọ dụng thịt động vật, thấy, nghe và nghi. Này Chivaka, ta nói trong ba trường hợp, thịt động vật không được thọ dụng, thấy, nghe và nghi. Theo nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị tỳ kheo thấy thực phẩm của người Phật tử cúng dường có thịt chúng sanh thì không được ăn, đó là trường hợp thứ nhất. Khi thực phẩm của người Phật tử cúng dường không thấy có thịt chúng sanh, nhưng lại nghe người khác nói trong thực phẩm đó có thịt chúng sanh thì không được ăn, đó là trường hợp thứ hai. Khi thực phẩm của người Phật tử cúng dường không thấy có thịt
và cũng không nghe nói có thịt chúng sanh. Nhưng tâm lại sanh nghi ngờ thực phẩm này có thịt chúng sanh, vì có mùi tanh thì không được ăn. Đó là trường hợp thứ ba. Xét qua ba trường hợp trên đây, rõ ràng Đức Phật không cấm ăn thịt chúng sanh, mà chỉ có lời khuyên để chúng tỳ kheo ý thức sự đau khổ của chúng sanh mà không ăn thịt. Ý thức sự đau khổ của chúng sanh mà không ăn thịt, tức là thực hiện lòng từ bi thương xót chúng sanh, có nghĩa là sống đúng đạo đức hiếu sinh. Còn cấm, tức là giới cấm. Giới cấm là có sự bắt buộc không ăn thịt chúng sanh, có nghĩa là ăn chay. Nhưng ăn chay ấy là ăn chay theo kiểu Đại Thừa Bà La Môn giáo, ăn chay do giới cấm. Còn ngược lại, Phật giáo Nguyên Thủy chỉ dùng giới đức không cấm, nhưng chỉ khuyên người tu sĩ phải tự giác ăn như thế nào để thể hiện được đạo từ bi đúng nghĩa của từ tâm. Trong trường hợp thứ nhất và thứ hai thì quá rõ ràng, còn trường hợp thứ ba là nghi ngờ, dường như mơ hồ. Nhưng thực ra thịt chúng sanh thì có mùi tanh hôi của chúng, mặc dù chúng ta không thấy không nghe, nhưng mùi cá làm sao không tanh cá, mùi thịt bò làm sao không hôi bò, mùi thịt heo làm sao không hôi heo, mùi thịt gà làm sao không tanh gà, vân vân. Tất cả thịt động vật đều có mùi riêng của nó, làm sao chúng ta không nghi ngờ? Mà đã nghi ngờ thì không được phép ăn, vì lương tâm và tình thương của chúng ta không cho phép nuôi mạng sống bằng sự khổ đau của loài vật khác. Phật dạy lần thứ hai: Này Chivatka, ta nói trong ba trường hợp thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe và không nghi. Có lẽ dựa vào lời dạy này mà các nhà sư Nam Tông đã dùng lý luận biện hộ cho những hành động tội ác của mình. Không thấy nghĩa là không thấy người giết con vật để cúng dường cho mình. Không nghe nghĩa là không nghe tiếng kêu của con vật khi bị giết để cúng dường cho mình. Không nghi nghĩa là thấy thực phẩm động vật Phật tử cúng dường, không nghi ngờ người ta giết con vật làm thực phẩm để cúng dường cho mình. Cho nên trong bài kinh Chivaka có mở ngoặc và đóng ngoặc: vì mình mà giết. Bốn chữ này là do người sau tiếp thêm vào để thỏa mãn dục vọng tham ăn thịt chúng sanh. Xưa các tổ không có điều gì mà không dám làm, họ thêm bớt rất nhiều trong kinh sách Nguyên Thủy. Ngày nay cũng vậy, họ cũng dám lý luận làm sai lệch lời dạy của Đức Phật. Có khi vì bảo vệ danh dự của mình trong lúc vi phạm giới luật, và cũng có khi vì không hiểu phương pháp hoặc do tu tập chưa chứng. Nếu bài kinh chấm dứt ở đây thì chúng ta khó làm sáng tỏ được Phật giáo. Nhưng bài kinh lại dạy tiếp phần thứ hai và phần thứ ba, nên chúng ta mới thấy rõ bộ mặt bất thiện và lòng tham dục của các nhà sư Nam Tông khéo thêm thắt, khéo lý luận, bóp méo kinh sách của Đức Phật để gây tội ác tày trời. Nên tất cả các tứ Phật giáo Nam Tông tu hành chẳng đến đâu nhập định điên khùng, minh sát tuệ, tu hành không đúng tứ niệm xứ và tứ thánh định của đạo Phật, chẻ pháp môn tứ niệm xứ ra từng mảnh. Đây là trường thiền tu tâm niệm xứ, đây là trường thiền tu thân niệm xứ, đây là trường thiền tu thọ niệm xứ. Chẻ pháp môn tứ niệm xứ ra từng mảnh như vậy mà lại còn hô hào rùm beng viết kinh sách phổ biến khắp nơi, làm cho người sau hiểu lầm Phật pháp, tu hành sai lệch, chẳng giải quyết được sanh già bệnh chết. Trong khi pháp môn tứ niệm xứ rất tuyệt vời, tu là thấy kết quả ngay liền, tu tập là có những thần lực siêu việt không thể nghĩ bàn. Do chia chẻ pháp môn tứ niệm xứ
nên các nhà sư Nam Tông tu hành chẳng tới đâu, chỉ loanh quanh trong các định tưởng, chẳng bao giờ đạt được sự giải thoát của Phật giáo. Các nước theo Phật giáo Nam Tông lấy Phật giáo làm quốc giáo. Mọi thanh niên đúng tuổi đều phải vào chùa tu tập 3 năm. Nếu ai muốn tu luôn thì ở lại tiếp tục tu hành, còn không muốn tu thì phải xuất sải. Xuất sải có nghĩa là ra đời hoàn tục, lập gia đình. Nhưng những người thanh niên này đã tu theo đạo Phật mà không có chút lòng từ bi nào cả. Họ đã dám cầm dao, súng, vũ khí diệt dân tộc họ như giết heo, gà, dê, v.v. Bởi tu hành mà còn ăn thịt chúng sanh thì thành ác quỷ, chứ làm sao thành Phật được. Bài kinh Chivaka Đức Phật đã dạy như vậy, mà các tổ bên Nam Tông dám bịa ra ăn năm thứ bất tịnh nhục, thật là đau lòng. Tại sao vậy? Tại vì tu sĩ Phật giáo Nam Tông ăn thịt chúng sanh nên tâm họ rất hung ác. Đời sống tu sĩ của họ sống ngược lại với đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh của đạo Phật. Đạo Phật là đạo đức của loài người. Đạo đức của loài người sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh mà không chút lòng thương yêu? Vậy những người tu sĩ này có phải là tu sĩ của đạo Phật hay không? Xin các bạn trả lời cho. Cũng trong bài kinh ấy, Đức Phật dạy tiếp cho các vị tỳ kheo không nên ăn thịt chúng sanh bằng phương pháp tu tập và trau dồi tứ vô lượng tâm. Bài kinh dạy tiếp: Này Chivaka, tỳ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vị ấy phải luôn tu tập tâm mình biến mãn khắp cùng một phương với lòng từ và an trú. Phương thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên, tâm vị ấy biến mãn và câu hữu với lòng từ quảng đại vô biên, không hận, không sân và an trú. Với ý nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị tỳ kheo ăn uống thì phải quan sát khắp cùng trên món ăn của mình, đồng thời khởi tâm từ bi thương xót tất cả muôn loài chúng sanh. Nếu thấy có thịt chúng sanh, thà chết chớ không ăn. Đó là thực hiện đạo từ bi, lòng hiếu sinh của mình. Bài pháp dạy rõ ràng như vậy, thế mà các nhà sư Nam Tông nỡ nhẫn tâm ăn thịt được thì chúng tôi rất thương hại cho họ. Chỉ một đời tu hành mà chẳng có ích lợi gì cho bản thân mình, cho tất cả chúng sanh. Đoạn kinh này Đức Phật đã xác định rõ rằng một người tu sĩ đạo Phật phải luôn tu tập tứ vô lượng tâm. Người đã tu tập tứ vô lượng tâm thì còn lòng dạ nào ăn thịt chúng sanh được, phải vậy không các bạn? Vậy mà các sư Nam Tông vẫn nuốt trôi được thịt chúng sanh mới thật là hay. Về phần các vị tỳ kheo, Đức Phật đã dạy không ăn thịt chúng sanh bằng hai bài pháp tuyệt vời: một, ăn thịt chúng sanh không thấy, không nghe và không nghi; hai, ăn thịt chúng sanh với lòng từ bi biến mãn khắp cùng mười phương trên dưới. Cũng trong bài kinh ấy, Đức Phật dạy người cư sĩ phải cúng dường thực phẩm cho Phật và chúng thánh tăng. Này Chivaka, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật làm thực phẩm cúng dường, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau: hãy đi và dắt con thú này đến đây. Đó là nguyên nhân thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy khi bị dắt đi, bị lôi kéo nơi cổ, nơi cảm thọ đau đớn khổ ưu. Đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy chất chứa
nhiều phi công đức. Khi người ấy nói, hãy đi và giết con thú này, đó là nguyên nhân thứ ba. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ đau đớn, khổ ưu vô cùng. Đây là nguyên nhân thứ tư. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử của Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Qua đoạn kinh này chúng ta thấy rất rõ, Đức Phật đã dạy rất kỹ cho người cư sĩ không nên cúng dường Phật và chúng thánh tăng thực phẩm động vật. Vì cúng dường như vậy là cúng dường phi pháp, không có phước mà tổn đức, thêm trọng tội vì sát hại sanh linh. Một bài kinh rất có giá trị với các tu sĩ Nam Tông. Bài Chivaka trong Trung Bộ Kinh đã khẳng định người tu sĩ đạo Phật không được ăn thịt chúng sanh, nên ăn thực phẩm thực vật với mục đích là để trau dồi tâm từ bi hỷ xả của mình, để ly dục ly ác pháp, khiến cho thân tâm thanh tịnh, nhập được các loại thiền định, làm chủ được sự sống chết luân hồi. Ngược lại, một người tu sĩ còn ăn thịt chúng sanh, tức là tâm dục chưa ly, ác pháp chưa lìa, thì rất uổng cho một đời tu hành theo đạo Phật, mà chẳng hưởng được sự giải thoát của đạo Phật, mà lại còn đọa vào địa ngục. Địa ngục ở đây không phải cõi địa ngục, mà là trạng thái đau khổ của thân hay phiền não của tâm. Tu mà còn tâm ác như vậy thì phải mang nợ Đàn Na Thí Chủ muôn đời muôn kiếp. Hiện giờ các nhà sư Nam Tông ăn uống cho khoái khẩu, thân hình mập béo, lấy ác pháp mà nuôi thân mạng, thì thân mạng này phải chịu thọ khổ muôn vàng, vì đã đem vào thân những sự đau khổ của chúng sanh, thì làm sao tránh khỏi sự đau khổ ấy. Ghi chú: đọc bài kinh Chivaka, chúng ta nhận xét về đạo Phật. Đạo Phật là một tôn giáo tự lực, dạy đạo đức nhân bản nhân quả rất thực tế và cụ thể. Cho nên Đức Phật là một nhà tâm lý học thông suốt mọi tình cảm, tâm tư và nguyện vọng của mọi người. Vì thế giáo pháp của Ngài dạy toàn là đạo đức làm người. Vì dạy đạo đức làm người nên nói về tâm lý của con người rất là sâu sắc. Một, dạy người cư sĩ không làm nghề nghiệp ác để tránh nhân quả xấu như tai nạn, bệnh tật, yểu tử, vân vân. Hai, dạy chư tăng không ăn thịt chúng sanh bằng sự ý tứ cẩn thận trong từng miếng ăn của mình, bằng một tấm lòng thương yêu rộng lớn đối với muôn loài chúng sanh. Ba, dạy Phật tử không nên cúng dường thịt chúng sanh làm ra thực phẩm cho Phật và chúng thánh tăng. Cúng dường như vậy là phi pháp, phi công đức, không có phước báo mà còn thêm tội lỗi. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật từ sơ thiện, trung thiện đến hậu thiện, Ngài dạy con người cách thức sống trong thiện pháp, ngăn ngừa và đoạn dứt các ác pháp. Vì thế mà ngay từ bước đầu tiên, Đức Phật đã dạy người cư sĩ không làm sáu nghề nghiệp ác như trên đã giảng. Cách thức tu của đạo Phật rất cụ thể. Ở đây, quý thầy và các Phật tử phải hiểu cho rõ ràng, đổi nghề nghiệp, không làm nghề ác nữa, tức là tu hành. Tu tức là sửa đổi, thay đổi, làm tốt lại, làm thiện lại và không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Chứ không phải ngồi đó gõ mõ tụng kinh niệm Phật lần chuỗi, ngồi thiền hay lạy hồng danh sám hối mà tiêu tội hưởng phước được, vân vân. Quý vị đừng lầm hiểu theo sự hướng dẫn tu tập của các nhà học giả, của một số hệ phái. Khi tu tập là phải ngồi thiền, nhập thất, tụng kinh, sám hối, niệm Phật, niệm chú, truyền tâm ấn, la hét, đánh, xô đẩy để ngộ Phật tánh. Đó là hình thức tu tập chịu ảnh hưởng ngoại lai của các tôn giáo khác,
chẳng giúp gì cho chúng ta giải thoát tâm tham sân si, phiền não, thương ghét, giận hờn, thù oán, tật đố, nghi kỵ và các ác pháp khác. Cách thức tu tập của đạo Phật trong kinh điển Nguyên Thủy dạy thực tế và cụ thể hơn, có kết quả ngay liền khi bắt tay vào tu, không như những pháp hành của các nhà học giả dạy ở trên theo kinh sách phát triển của một số hệ phái. Như trên đã nói, quý vị đổi nghề ác làm nghề thiện là quý vị không làm khổ chúng sanh, không làm khổ đau cho chúng sanh, tức là quý vị không làm khổ đau cho quý vị, không làm khổ đau cho quý vị, tức là giải thoát. Dạy người không làm nghề ác, không làm việc ác, tức là tu thiện đấy các bạn. Các bạn có hiểu biết điều này không? Dạy người không cúng dường thực phẩm bằng xương máu chúng sanh, tức là tạo nghiệp thân ít bệnh, tuổi thọ sống lâu. Dạy chư tăng không ăn thịt chúng sanh là trau dồi tâm từ bi hỷ xả để đối trị tâm tham sân si, ích kỷ, nhỏ mọn, vân vân. Bài kinh này quý thầy và quý Phật tử nên lưu ý lời dạy của Đức Phật: ăn thịt chúng sanh phải không thấy, không nghe và không nghi. Lời dạy này có nghĩa là trong sự ăn uống phải trau dồi mắt tai của mình và ý tứ cẩn thận. Khi ăn khi uống phải biết rõ trong thực phẩm đang ăn có xương máu và sự chết chóc đau khổ của chúng sanh trong đó hay không. Nếu có, chúng ta thà chết trong giới luật của Phật chứ không ăn mà phạm giới. Tại sao vậy? Tại vì người tu sĩ đạo Phật thường trau dồi tu tập tâm mình lòng thương yêu rộng lớn đối với tất cả chúng sanh, đối với nhân loại khắp mười phương thế giới. Nếu chúng ta chỉ vì bổ béo cho xác thân vô thường bất tịnh này mà chạy theo dục lạc, ảo giác ngon ngọt của vị giác, thì chúng ta chưa phải là một vị tu sĩ đạo Phật chân chánh, có lòng từ bi. Đạo Phật ăn chay trên ăn chay. Ăn chay vì lòng thương yêu chúng sanh vô bờ bến. Ngược lại, trong thế gian này có những người ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, nhưng làm thực phẩm giống như thịt chúng sanh, thì đó là ăn chay theo kiểu phàm phu. Ăn chay còn thèm thịt nên tạo thực phẩm chay giống như thực phẩm thịt chúng sanh để ăn đỡ thèm. Cách thức ăn chay như thế Đức Phật không chấp nhận. Đạo Phật tu thật, làm việc thiện từ trong lòng thiện sanh ra. Ăn chay vì thương xót chân thật đối với chúng sanh nên không nỡ ăn thịt chúng sanh. Ăn chay chỉ vì sợ địa ngục, sợ quỷ vô thường, quỷ dạ xoa hành hạ, thiêu đốt, đâm chém, cắt lưỡi, móc họng, rút gân, vân vân. Ăn chay để cầu sanh về cực lạc, thiên đường, vân vân. Ăn chay để cầu cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, tuổi thọ sống lâu, vân vân. Ăn chay như vậy đạo Phật không chấp nhận, vì không phải pháp tu hành để giải thoát. Đó là một loại ăn chay để an ủi tinh thần. Ăn chay như vậy giống như con bò ăn. Chánh nghiệp và chánh mạng. Đạo Phật rất tuyệt vời dạy tu tập để thoát ra cảnh khổ đau của đời sống con người bằng sự thay đổi trong nghề nghiệp ác để không làm khổ mình, khổ người. Kế đến dạy ăn uống để nuôi thân bằng những thực phẩm không có sự đau khổ, bố thí cho mọi người và cúng dường cho chư tăng. Vật cúng dường không được phi pháp, không làm tổn phước đức, đầy đủ phước báo hiện tại và mai sau. 1. Làm thì tránh nghề nghiệp ác và hành động ác. 2. Ăn thì ý tứ cẩn thận, không phải đụng đâu ăn đó, gặp gì ăn đấy. Ăn có nơi, có chỗ, không phải ngồi quán,
ngồi lều giữa chợ giữa đường, và còn phải trải tâm từ bi, biết ơn người làm tra của cúng dường, không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh, đầy lòng thương xót khắp cùng. 3. Cúng dường chư tăng bằng mồ hôi nước mắt của mình làm tra, không được gian tham trộm cắp, không được giết hại chúng sanh. Người tu sĩ khi thọ thực phẩm phải tránh ăn thịt chúng sanh, mà còn phải quán xét sự tu tập của mình, công đức có xứng đáng thọ dụng hay không. Từ một nghề nghiệp chân chánh, chánh nghiệp, làm bằng sức lao động chân tay hoặc bằng trí óc tạo ra những thực phẩm lương thiện để nuôi thân mạng, chánh mạng, không có sự gian ác và đau khổ trong đó. Trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã khẳng định có hai nẻo, hai lớp học, tu tập chỉ về cách sống của người tu sĩ chân chánh, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó là hai nẻo tu tập để thoát ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Một người hành nghề nghiệp giết hại chúng sanh, làm đau khổ người khác, thì nghề nghiệp ấy Đạo Phật gọi là tà nghiệp. Tà nghiệp còn có nghĩa là hành động, lời nói và ý nghĩa ác, hành động giết hại chúng sanh và làm đau khổ người khác, hay mắng chửi người khác, nói xấu người khác, vu khống người khác, chuyện ít xích ra nhiều thêm bớt, vân vân. Đó là hành động ác. Hành động ác là tà nghiệp. Nhân tà nghiệp thì quả phải khổ đau, không chạy tránh đường nào được cả. Cho nên nhân quả không thể trốn tránh, dù có trốn lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi. Tà nghiệp còn có nghĩa là nghiệp quả khổ. Thấy một người gặp tai nạn khổ sở, có thể đi đến tù tội và tử hình, thì đó đều là do nghiệp quả ác của họ. Người bệnh tật đau khổ trên la trăn trở suốt đêm ngày cho đến khi chết, thì đó cũng là nghiệp quả ác của họ, do họ đã tự tạo ra nhân ác trong quá khứ, vân vân. Tà nghiệp còn gọi là thói hư tật xấu, như người ham mê bài bạc, rượu chè, đĩ thỏa, điếm đàn, du đảng, vân vân. Tà nghiệp còn là những hành động phóng dật, chạy theo dục lạc ác pháp thế gian, làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, vân vân. Tà nghiệp còn là những hành động sai trái phi pháp luật, làm ra tiền của đem về nuôi thân mạng, cũng như những hành động bắt và giết hại chúng sanh để trao đổi và buôn bán làm ra tiền nuôi sống cha mẹ, gia đình, vợ con. Thì đó là lấy tà nghiệp nuôi lớn tà mạng, không phải chỉ riêng mình mà còn cả gia đình. Dưới đôi mắt của Đức Phật, nhìn những nghiệp ác của chúng sanh đem về nuôi thân mạng, thì đó là đem vào thân mạng một nghiệp ác, một sự khổ đau, một tai họa lớn. Nên Ngài dạy những hành động đó là những hành động không chân chánh, những hành động tà nghiệp nuôi dưỡng tà mạng, nuôi tội ác và nuôi đau khổ cho mình, cho người. Muốn không tạo ra các tà nghiệp, Đức Phật ngăn cấm không cho đệ tử của mình hành sáu nghề ác, để tránh đem vào thân mạng những sự khổ đau do nghiệp quả ác chính mình đã tự tạo ra. Vì chánh mạng nên Đức Phật còn dạy thêm, đừng nên ăn thịt chúng sanh, vì ăn thịt chúng sanh là nuôi tà mạng, đem vào thân mạng những bệnh tật tai ương, đem vào cuộc sống những sự đau khổ tai họa hiểm nghèo, đem vào gia đình những chuyện bất an, bất toại nguyện, vân vân. Người cúng dường và bố thí cho chư tăng bằng sự gian ác
sẽ không được phước báo mà còn phi công đức, thọ lấy những quả khổ địa ngục, súc sanh, vân vân. Người nhận của bố thí cúng dường mà không thấy từ sự gian ác của người cúng dường, thọ dụng như vậy là nuôi tà mạng. Do nuôi tà mạng, thân tâm không thanh tịnh, không ly được dục và ác pháp. Vì thế, vị tỳ kheo này tu hành uổng công, chẳng có kết quả, chẳng nhập được tứ thánh định, chẳng thực hiện được tam minh. Bởi vậy, Đức Phật dạy, chư tăng phải thiểu dục tri túc, thừa kế pháp, không nên thừa kế thực phẩm. Không thiểu dục tri túc, không thừa kế pháp, luôn thừa kế vật chất và thực phẩm, thì tâm sanh ra tham dục, ham muốn phóng dật, chạy theo ngũ dục lạc, ăn uống phi thời, ngủ nghỉ phi thời, trí tuệ đần độn, tưởng tuệ phát triển, thường luận đông luận tây, che đậy lỗi lầm, phá sạch giới bổn, sống đời sống dục lạc, chẳng biết sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt, chẳng biết xấu hổ khi oai nghi tế hạnh cũng không có, đi, đứng, nhìn, ngó, giống như người thế gian. Chánh nghiệp, tức là nói về những bài học về hành động thân, miệng và ý phải chân chánh. Ở đây có nghĩa là do ba nơi này tu tập không làm hành động ác. Chánh mạng, tức là nói về những bài học sự nuôi dưỡng thân mạng chân chánh. Thân mạng chân chánh ở đây có ý nghĩa tu sửa, không ăn uống lặt vặt phi thời, ăn uống không đúng giờ đúng lúc, ăn uống có tiết độ, ăn uống không phải vì thèm khát, ăn uống là vì sự sống để tu tập, không vì lợi dưỡng, không ăn thịt chúng sanh, không ăn uống những chất độc hại gây tạo cho cơ thể bệnh tật khổ sở. Dù những thực phẩm đó có ngon ngọt béo bổ đến đâu cũng nên tránh xa. Đó là nuôi chánh mạng. Thân mạng được nuôi sống chân chánh có những ích lợi. Một, thân không trả nghiệp quả khổ đau. Hai, thân không bệnh tật khổ đau. Ba, tuổi thọ được lâu dài. Bốn, thân được mạnh khỏe tu tập dễ dàng hơn. Năm, thân được mạnh khỏe, tâm hồn được an vui, thanh thản và vô sự. Người tu theo đạo Phật cần phải siêng năng tu tập, trao dồi những bài học về chánh nghiệp và chánh mạng. Vì đó là đạo đức nhân quả nằm trong cuộc sống của mỗi con người khi tu tập theo đạo Phật. Chúng ta là những đệ tử của Đức Phật, không thể xem thường chánh nghiệp và chánh mạng. Vì chánh nghiệp tốt thì chánh mạng mới tốt theo. Chánh nghiệp thanh tịnh thì chánh mạng mới thanh tịnh. Do đó, đời sống mới được an vui, hạnh phúc. Bằng ngược lại, chánh nghiệp xấu thì chánh mạng phải chịu nhiều tai ương, họa khổ, vân vân. Vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật cũng phải lưu ý chánh nghiệp và chánh mạng. Nếu chánh nghiệp không đúng phạm hạnh, phạm phải những lỗi lầm nhỏ nhặt, không biết xấu hổ, thì chánh mạng tu hành chẳng tới đâu. Tâm lậu hoặc không sao diệt được, thiền định thì rơi vào tà thiền, tà định. Tu suốt đời chẳng có ích lợi gì, còn mất thì giờ vô ích. Vì thế, người cư sĩ cũng như vị tỳ kheo muốn được giải thoát an vui, hạnh phúc trong kiếp sống này, thì sự tu hành phải tu đến nơi đến chốn. Trước tiên, phải tu tập chánh nghiệp và trao dồi mỗi hành động thân, miệng, ý của mình toàn thiện, tức là không làm khổ mình, khổ người. Nhờ đó mới nuôi thân bằng chánh mạng. Thì chắc chắn có muôn vạn người tu theo đạo Phật
đều đạt được kết quả giải thoát như nhau. Nếu mọi người biết sống đúng chánh nghiệp, nuôi thân bằng chánh mạng, thì thế gian này là thiên đàng, cực lạc, không còn phải đi tìm nơi đâu, không cần phải niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương, phải không các bạn? Niềm tin. Nếu trên bước đường tu tập đầu tiên mà quý vị đã nghe lời dạy của Đức Phật, thay đổi nghề nghiệp ác bằng những nghề nghiệp thiện, là quý vị đã đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật, Pháp, chư hiền thánh tăng và giới luật. Niềm tin đó có được nơi quý vị là do chỗ suy tư quán triệt lời dạy của Đức Phật. Ví như Ngài dạy câu này: đừng làm khổ mình, khổ người thì sẽ thoát ra cảnh khổ. Với lời dạy này biết áp dụng vào đời sống thì rất đúng, không sai, có kết quả ngay liền. Khi Ngài dạy thay đổi nghề nghiệp ác, chúng ta tư duy thấy rất đúng, vì những nghề nghiệp ác đó chúng ta đang hành là những nghề làm đau khổ và giết hại chúng sanh rất nhiều, như nghề chài lưới, săn bắn, bán rượu, thuốc phiện, vân vân. Người có trí, sau những lời dạy này, chúng ta cũng đủ đặt trọn niềm tin ở người. Vì đó là một lời dạy rất thực tế, đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho các loài vật đang sống trên hành tinh này. Do thế, chúng ta tin và không bao giờ có ai lay chuyển được lòng tin ấy. Tại sao vậy? Tại vì lời dạy của Ngài rất thực tế và cụ thể, đem đến sự giải thoát an vui, hạnh phúc cho chúng ta và tất cả muôn loài vật như trên đã nói. Mình không làm khổ ai, chắc không ai làm khổ mình. Nếu có người khác làm khổ mình, có lẽ người ta chưa nghe và chưa hiểu lời dạy của Đức Phật. Nếu mọi người ai cũng được nghe, hiểu và thực hành theo đúng lời dạy của Ngài, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, hạnh phúc biết bao cho muôn loài, còn đâu đau khổ nữa. Pháp môn tu tập của Ngài rất thực tế, mang lại sự giải thoát cụ thể ngay liền tức khắc. Nếu chúng ta chỉ thay đổi nghề nghiệp ngay đó, chúng sanh thoát chết, thoát khổ, người mạnh không ăn hiếp người yếu, con vật lớn không ăn thịt con vật nhỏ. Nhìn thấy cảnh thoát chết, thoát khổ của chúng sanh, tâm hồn chúng ta hân hoan, bàn tay chúng ta không còn làm ác, không còn vấy máu nữa, mắt chúng ta không còn thấy sự chết chóc, đau khổ của chúng sanh nữa. Đó là hạnh phúc biết bao cho muôn loài vạn vật đang sống trên hành tinh này. Từ sự suy tư quán xét và cân nhắc kỹ lưỡng, thấy rất rõ sự giải thoát cho mình, người và chúng sanh. Sự thay đổi nghề nghiệp ác chuyển thành nghề nghiệp thiện mà còn được hạnh phúc như vậy, giải thoát như vậy, thì thử hỏi người tu sĩ xuất gia sống ba y một bát thì còn giải thoát và hạnh phúc biết dường nào, nhất là nhập các định làm chủ sanh tử luân hồi, chấm dứt tái sanh, thì lòng tin ấy phải như thế nào? Nhờ có kết quả chúng ta mới tin sâu hơn. Vì vậy, lúc đầu chúng ta tin Phật, Pháp, Tăng, nhưng lòng tin ấy chưa phải là lòng tin sâu. Vậy, tin Phật, Pháp, Tăng và giới như thế nào mới gọi là tin sâu? Muốn niềm tin được sâu, lâu dài và bền bỉ, thì kết quả tu hành giải thoát trong cuộc sống hàng ngày, thân và tâm phải được thành tựu giải thoát cụ thể trong mỗi pháp môn tu tập. Mỗi sự thực hành tu tập đều phải có kết quả dù ít dù nhiều, thì lòng tin ấy mới tăng trưởng bền bỉ và lâu dài. Mới đầu quý vị chỉ có tư duy theo lời dạy của Đức Phật mà nhìn thấy những người khác thay đổi nghề nghiệp, được hạnh phúc an vui. Do thế, quý vị quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ác. Trước tiên, quý vị thấy kết quả giải thoát là không còn thấy những sự giãy giụa
đau khổ và chết chóc của loài vật. Đôi bàn tay quý vị cũng không còn làm đổ máu chúng sanh nữa. Không còn thấy những người say rượu đi ngoài đường, té xuống đứng lên, chân bước tới chân bước lui, chửi vợ mắng con hoặc chửi làng chửi xóm. Không còn thấy phụ nữ làm nghề bán thân nuôi miệng đồi bại như một loài thú vật không biết xấu hổ. Không còn thấy những người ngồi quán, ngồi lều ăn thịt chúng sanh như loài ác thú. Không còn thấy những loài thủy tộc mắc lưới, mắc câu giãy giụa đau khổ trước cái chết. Không còn thấy những loài thú vật sợ hãi chạy tán loạn trước những người thợ săn. Lòng quý vị hân hoan sung sướng. Nhìn thấy cảnh đó là cảnh giải thoát cho mình, cho người và cho muôn vật. Thật là hạnh phúc biết bao cho con người và loài vật trên hành tinh này. Ngoại cảnh yên vui của mọi người và muôn vật đang hòa nhịp với tâm hồn quý vị thanh thản, an lạc, khiến cho đời sống càng hạnh phúc hơn và lòng yêu thương của mọi người, mọi chúng sanh càng lúc càng thấm thía hơn nhiều. Phải không hỡi quý vị? Mới đầu, chúng ta đổi nghề còn thấy vất vả và khó khăn. Sau một thời gian mới lấy lại bình thường, không còn lo lắng sợ hãi như lúc ban đầu. Dần dần, nghề nghiệp mới phát triển hơn. Nghĩ tới hồi nào còn đi chài lưới, giờ này còn ở sông, ở biển. Mỗi khi có gió to bão lớn, sự sống chết như chỉ mành treo chuông. Người thân trong gia đình đau đớn khổ sở, lo lắng, thức suốt đêm cầu nguyện cho người thân mình tai qua nạn khỏi, bể lặng sống yên. Nỗi khổ tâm nhất là những người làm nghề giết hại chúng sanh. Thường gia đình sống trong nỗi lo âu, bệnh tật tai họa thường hay xảy đến cho họ. Nhưng họ nào biết được. Đến với đạo Phật, thực hiện sống đúng lời dạy của Ngài, người nào chịu khó nghiệm xét sẽ thấy nhiều điều kiện may mắn đến với họ hơn là những tai họa. Hồi tưởng lại, khi còn làm nghề nghiệp ác, thường có nhiều sự tai biến bất an xảy ra cho gia đình, nhưng họ không để ý. Khổ thì cứ khổ, lo lắng thì cứ lo lắng, nhưng cuộc sống cứ thả trôi theo dòng đời, ba chìm bảy nổi, mãi mãi và mãi mãi. Nhưng khi bước chân vào đạo Phật, bằng sự thay đổi nghề nghiệp, đúng như lời Đức Phật đã dạy, họ đã tìm được sự giải thoát khổ trong những hành động thiện, chứ không phải chờ đợi 10 năm hay 20-30 năm sau mới thấy được sự giải thoát đó. Giải thoát ngay liền khi chúng ta sống thiện, làm những điều thiện, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Có những người hiểu sự giải thoát của đạo Phật một cách lầm lạc, nghĩa là giải thoát của họ là cầu gì phải được nấy, muốn gì phải được toại nguyện nấy. Cái đó không phải sự giải thoát của đạo Phật, mà đó là sự chạy theo của lòng ham muốn và bị sự trói buộc thêm của vật chất thế gian, khiến càng khổ lại càng khổ thêm nhiều hơn nữa. Đạo Phật vốn buông ra để không khổ, từ bỏ lòng tham muốn để thoát ly sanh tử luân hồi. Đại khái các hành pháp của đạo Phật là như vậy: ôm vào thì sanh ác pháp, buông ra thì thiện pháp tăng trưởng. Sống trong cảnh cơm ăn áo mặc đầy đủ, không giàu sang danh vọng to, nhưng tâm hồn thanh thản biết đủ, an nhàn, ít muốn, thảnh thơi an lạc, biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi cảnh, mọi người. Cái đó không phải là giải thoát của đạo Phật sao? Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, khen chê, sợ hãi, lo toan, vân vân, đều không làm động tâm, thì đó chẳng phải là giải thoát sao? Giải thoát của đạo Phật là nhằm vào chỗ tâm bất động trước mọi cảnh, mọi vật,
mọi sự cám dỗ của cuộc đời và mọi sự cảm thọ đau đớn khổ sở vô tận của thân tâm, chứ không phải chỗ xuất hồn nhập xác, ngồi thiền 5-7 ngày thọ hưởng hỷ lạc tưởng, hay ngồi trầm tư mặc tưởng một thế giới siêu hình nào đó. Nó cũng không phải thần thông phép lạ, mà cũng không phải là kiến tánh thành Phật, vân vân. Đó là những thứ ảo giác, huyễn hoặc, giàu tưởng tượng, làm mê hoặc lừa đảo tín đồ. Nhờ có kết quả giải thoát thật sự như vậy, nhờ có tu tập tâm bất động được như vậy, người ta mới tin đạo Phật, mới bỏ hết cuộc đời như Đức Phật đã dạy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, đời sống chỉ còn 3 y 1 bát, đi xin ăn mà thôi. Nếu không kết quả thật sự như vậy, thì chẳng còn ai dám theo đạo Phật, vì cuộc sống của đạo Phật rất khổ, ta lìa ngũ dục lạc thế gian. Vả lại, sự tu hành còn phải dày công và còn nhiều gian nan vất vả khác nữa. Chẳng hạn, như quý thầy hiện giờ đang tu thiền Đông Độ suốt cả 5 năm, 10 năm, có người đã tu từ 15 đến 20 năm rồi mà vẫn chưa thấy giải thoát gì cả. Kiến tánh rồi, tiệm tu mà cứ tu mãi, tu hoài, tu cho hết vọng tưởng. Và hàng ngày cứ ngồi thiền, ngồi đó mong giữ cho tâm hết vọng tưởng để làm Phật. Nhưng khi hết vọng tưởng lại rơi vào vô ký và rơi vào những trạng thái hỷ lạc của tưởng. Khi thì như thế này, khi thì như thế khác, lúc được lúc mất. Nhưng gặp việc gì thì tâm tham sân si vẫn còn chẳng mất. Thấy danh lợi thì tâm vẫn còn tham, ăn uống phi thời, không đúng hạnh thánh. Thì làm sao gọi là giải thoát được? Từ bắt đầu tu tập ngồi 30 phút, tăng dần đến 1 giờ, rồi 10 giờ, 12 giờ, nhưng vọng tưởng có lúc hết lúc không, có lúc rất an ổn, có lúc rất bất an, tiến tới thì không tới được nữa, lui thì rất uổng công. Trường hợp và hoàn cảnh tu tập này, quý thầy có thối tâm hay không? Chỉ còn an ủi mình bằng những lời nói của các tổ: tu phải trải qua nhiều kiếp, có tổ phải tu 20-30 năm, vân vân. Quý thầy nuôi hy vọng và tự an ủi mình: chắc có lẽ mình tu chưa đến nơi đến chốn, phải ráng tu thêm nữa. 10 năm qua nhìn lại, tâm nào tật nấy, tham sân si còn đủ, thôi thì phải ráng tu tập thêm. 20 năm qua tu tập hết sức mình, làm chủ sự sống chết thì chẳng thấy gì, mà cứ có ai động đến tâm thì tham sân si lại nổi lên ầm ầm, phiền não đau khổ vẫn còn. Tu mãi tu hoài mà sao không hết được. Ngồi thiền 7-8 tiếng đồng hồ cho đến 11-12 tiếng đều được, nhưng ngồi 1-2 ngày thì lại không được. Tại sao vậy? Tại vì không có pháp hành và tu tập không đúng pháp nên kết quả không có. Tu tập dậm chân tại chỗ, nhưng đã lỡ tu, lỡ dạy người khác, bây giờ biết ăn làm sao, nói làm sao. Đó là những thầy lớn, nói ra thì mất danh mất lợi, nói ra khó mà nói, tiếng thối lưỡng nan. Thôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó, cứ nhắm mắt làm liều. Còn các thầy nhỏ thì đã lỡ rồi, ra đời thì sợ người ta chê cười, mà tu thì chẳng đến đâu, cứ dối gạt Phật tử mà sống bằng cách thuyết giảng, nay kinh này mai kinh khác, như trao đổi thực phẩm để người ta dễ ăn dễ nuốt. Thường dùng những lối lý luận mơ hồ trừu tượng bằng những pháp huyền pháp thoại ở đầu môi chót lưỡi, loanh quanh nghĩa lý nhai lại của các tổ xưa có bấy nhiêu, cứ lặp đi lặp lại, thêm mắm dặm muối, làm có vẻ mới mẻ để lừa đảo người. Cho nên có người bảo,
coi chừng bị lưỡi lừa của ông ta. Những ai đã gõ cửa đúng của đạo Phật thì ngay đó có sự giải thoát liền, chiêm nghiệm được sự giải thoát đó một cách cụ thể. Vả lại, khi bước chân vào đạo Phật, chúng ta thấy sự tu tập rất cụ thể, giải thoát rõ ràng, không có mơ hồ. Vì pháp thiện và pháp ác, ai cũng có thể dễ nhận ra. Nói như vậy, có nghĩa là những người nào đã học xong đạo đức nhân quả thì mới dễ nhận ra pháp ác và pháp thiện. Tu hành của đạo Phật tức là sống, sống thiện là giải thoát, sống ác là đau khổ. Đổi nghề nghiệp ác làm nghề nghiệp thiện, nếu biết tư duy quán xét ngay liền, có một tâm hồn yên vui an lạc, không những một mình mà cả gia đình, nhất là những người biết thiểu dục tri túc, thì sự yên vui hạnh phúc lại càng gia tăng gấp bội. Những ai đã tin sâu nhân quả và đã học được đạo đức nhân bản nhân quả thì sẽ chứng nghiệm phước báo rất rõ ràng. Dù người đó không cầu mong điều gì, cứ hân hoan sung sướng làm việc thiện thì luật nhân quả sẽ đem phước báo đến cho họ, và họ luôn luôn hưởng trọn đầy hạnh phúc của cuộc sống. Đối với những người này, ác pháp đến với họ như nước đổ trên lá khoai môn. Đạo và đời. Muốn thành tựu được lòng tin tịnh tính sâu sắc, quý vị phải suy nghĩ cho kỹ và so sánh giữa cuộc sống đời và cuộc sống đạo. Đời có cuộc sống theo đời, đạo có cuộc sống theo đạo. Sự sống theo đạo là đi ngược lại sự sống theo đời. Đạo thì buông xả ra, đời thì ôm lấy vào. Cho nên, quý vị đừng tưởng cuộc sống đời và cuộc sống đạo giống nhau. Không, hoàn toàn không, không giống nhau một chút nào cả. Người tu sĩ đạo Phật có cuộc sống như thế gian, nghĩa là có vợ, có con, sống chạy theo danh lợi, ăn ngủ phi thời, là những người cư sĩ trọc đầu, chứ không phải là một vị tỳ kheo xuất gia đệ tử của Đức Phật. Họ diệt Phật giáo chết cũng giống như trùng trong lông sư tử sẽ diệt sư tử. Người tu sĩ Phật giáo sống như người thế gian, ăn ngủ phi thời, không buông xả vật chất, tâm dễ dính mắc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngũ triền cái luôn luôn che mờ trí tuệ họ. Thất kiết sử thường trói buộc như dây xích sắt, khiến họ khó vẫy vùng, nên họ đã trở thành ma ba tuần. Vì thế, làm sao sống đúng phạm hạnh, ly dục, ly ác pháp được? Làm sao nhập tứ thánh định, làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi được? Làm sao nhập định vô lậu, xả tâm diệt ngã, chấm dứt khổ đau? Làm sao nhập định bất động tâm, sống thanh thản, an lạc và vô sự? Nếu một người tu sĩ mà còn có lối sống như thế gian thì không thể nào tu hành theo đạo Phật được. Đó là những kẻ mượn chiếc áo Phật giáo tìm miếng cơm để sống. Sống như vậy là sống một cách hèn hạ, chỉ biết lừa đảo tín đồ mê muội để sống bằng mồ hôi nước mắt của người khác. Thật là đáng khinh bỉ. Có người lầm hiểu đạo Phật cho rằng chỉ cần biết được pháp môn tu tập, chứ không phải do sự sống đúng phạm hạnh. Hiểu như vậy là hiểu sai. Hiểu như vậy có nghĩa là sự sống và sự tu tập là hai lối khác nhau. Niệm Phật, tụng kinh, bái sám, niệm chú, ngồi thiền trước điện Phật có ăn nhập gì vào cuộc sống đâu. Đó là cái hiểu về tu hành nông cạn của những người tâm còn tham đắm quá nhiều vật chất, đời không muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm. Đạo Phật vốn tu nghĩa là sống. Sống biết sửa sai, sửa quấy những lỗi lầm, biết ngăn chặn không làm những điều ác, biết xa lìa mọi cám dỗ vật chất thế gian, biết tiết độ trong ăn uống, ngủ nghỉ,
biết thiểu dục tri túc đối với đời sống, biết phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình, biết giữ chánh niệm để tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Lấy cuộc sống đạo của những bậc chân tu đem so sánh với cuộc sống người thế gian, bên nào khổ, bên nào thoát khổ. Khi đã so sánh như vậy, ta mới thấy đời sống con người thật khổ. Khổ như thật, đời sống xuất gia tu hành phóng khoáng như hư không, không gì trói buộc được, không gì làm động đến tâm họ được. Khi đã thấu rõ cả hai cuộc sống, ta mới quyết định chọn một trong hai con đường này. Nếu không so sánh, không thể thấu rõ, mà vội vàng chọn lấy con đường tu, thì e rằng chúng ta nông nổi, bồng bột, đến chừng vào đạo để trở thành một tu sĩ, thì chừng đó tiến thối lưỡng nan. Đời sống đạo rất khó, không phải dễ như mọi người lầm tưởng. Rồi đây, cuộc sống đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời, chết cũng dở, sống cũng dở. Lấy cuộc sống của mọi người mà suy ngẫm cuộc sống của mình. Đời sống trong gia đình đầy rẫy những triền vượt, biết bao dây mơ trễ má trói buộc, biết bao nhiêu vật chất cám dỗ và lôi cuốn vào đường tội ác. Đường đời đầy dẫy ô nhiễm và uế trượt, biết bao chông gai và hố thẳm của ác pháp đang chờ đón. Càng suy ngẫm, chúng ta mới thấy rằng đời sống con người sinh ra là để khổ, khổ thật. Chúng ta mới lớn lên chưa lập gia đình, đời còn tươi đẹp giống như một giấc mơ, ăn rồi đi học, chẳng lo nghĩ gì hết. Đói no có cha mẹ lo, đến khi lớn lên một chút, biết ham muốn, biết xài tiền, biết ăn chơi vui đùa, chứ chưa biết khổ là gì, nên thường rủ rê bạn bè uống rượu, cờ bạc, rồi đánh nhau, hoặc đua xe gắn máy, gây tai nạn giao thông, gãy chân, gãy tay, có khi mất mạng. Bây giờ mới thấy khổ, nhưng cái khổ đó có thấm vào đâu. Đến khi lập gia đình, chừng đó mới thấy cái khổ của đời sống con người. Vợ con, tiền bạc, nhà cửa và những vật dụng tiêu thụ hàng ngày. Khi cha mẹ còn sống, có thiếu hụt cái gì thì ông bà giúp đỡ cho. Đến khi cha mẹ mất, chẳng còn ai giúp đỡ, tự mình phải lo lấy cuộc sống của mình. Trên vai chất gánh nặng phải lo toan đủ thứ. Thế mà vợ con đâu biết, nên đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào với mình. Vợ con cũng phải có những tư tưởng riêng, lối sống ưa thích riêng, do những đặc trưng riêng biệt. Mình cũng vậy. Cho nên, sống với nhau đâu phải lúc nào cũng hợp nhau được. Do sự khác biệt đó, nên trong nhà thường có sự lục đục, rầy rà, trái ý nhau, làm cho tâm mình bất toại nguyện, phiền não, chứ đâu phải sung sướng gì. Nếu không nhẫn nhục, tùy thuận với nhau, thì gia đình là một địa ngục tại trần gian. Càng tư duy suy nghĩ, ta càng thấy đời sống khổ đau, quá khổ, không có gì là hạnh phúc, nhưng nó lại trói buộc chặt hơn bất cứ một thứ gì. Chẳng hạn, đang sống chung với nhau, có một người chết. Thử hỏi, những người còn sống có buồn khổ không? Chắc chắn không ai là không đau khổ. Hai vợ chồng ngồi trong mâm cơm, vừa ăn, vừa nói chuyện hàng xóm, rốt cuộc gây gổ nhau, thì thử hỏi có vui sướng gì không? Thấy thế, đời sống có vui sướng gì? Hai vợ chồng sống chung với nhau, không tiền, không bạc. Vợ thì ham muốn cái này, cái kia. Do đó, vợ chồng cãi cọ, hờn giận nhau. Thế mới biết đời khổ, khổ mọi điều. Nhưng ở đời,
người ta đâu biết, đâu thấy cái khổ đó. Người ta chỉ thấy cái ảo ảnh bề ngoài, tưởng là hạnh phúc, như đôi vợ chồng trẻ ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng hoặc trên chiếc xe Honda. Hình ảnh này thật là hạnh phúc, nhưng lòng dạ họ đang khổ, nào ai biết. Một người nghèo nói: tôi nghèo, không có cơm ăn áo mặc, tôi quá khổ. Nhưng người giàu có lại nói: tôi có tiền, có bạc, tôi lại càng khổ hơn nữa. Tôi ngủ không yên, sợ trộm cắp. Đó là mọi thứ khổ đau, ưu não của cuộc đời. Ở gần nhau, con gà, con vịt, con chó, con heo qua lại để xảy ra những trận gây gổ, làm náo loạn cả xóm làng. Con cái chơi giỡn với nhau, vì binh con đã xảy ra chuyện lớn. Kẻ đi tù, người nằm nhà thương. Còn hai gia đình thì hận nhau mãi. Chuyện nhỏ mọn lặt vặt đó đã khiến cho đời người bất an, bất toại nguyện. Nhìn lại, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Không có một vật gì trói buộc, không có một hoàn cảnh nào làm dao động tâm. Tâm hồn rộng lớn như đất trời, bao dung tất cả mọi thứ, dơ xấu bất tịnh cũng chẳng buồn, tốt đẹp quý báu như vàng bạc ngọc ngà cũng chẳng mừng vui. Bởi vậy, thật khó cho những người còn sống ở trong gia đình không thể thực hiện sống theo pháp hạnh đầy đủ hoàn toàn, trắng bạch như vỏ ốc của những người xuất gia. Đem so sánh giữa hai đời sống thế gian và xuất thế gian. Đời sống thế gian suốt đời nô lệ cho vật chất. Đời sống xuất thế gian hoàn toàn cởi bỏ ách nô lệ vật chất. Vì thế nên không còn một vật gì hết, chỉ còn ba y một bát, tối ngủ yên giấc, không sợ trộm cắp gì cả, không sợ hư hao gì hết. Bởi vì còn có gì nữa đâu mà hư hao, nhà cửa cũng không, gia đình cũng không, lấy gì mà sợ vợ đói, con khát. Cuộc sống người xuất gia là như vậy, nên tâm hồn an vui thanh thản và hoàn toàn hạnh phúc. Tâm hồn trong trắng như vỏ ốc, không có vật gì làm hoen ố, ác pháp không làm dao động được tâm. Họ sống độc cư, độc bộ, độc hành, nhưng lại biết hòa mình trong mọi cuộc sống của người khác bằng đức nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Từ chiếc áo của người cư sĩ, chúng ta đem so sánh với chiếc áo của người xuất gia, ta nhận xét người cư sĩ tu theo đạo Phật hoàn toàn khó giải thoát như người xuất gia. Chỉ giải quyết được cuộc sống bằng thiện pháp và không thể thực hiện được sự làm chủ sống chết bằng thiền định. Khi quán triệt cuộc sống đời và đạo, ta mới thấu rõ, người tu sĩ đạo Phật không thể sống theo dục lạc thế gian, không thể sống có vật chất tài sản được, phải xa lìa viễn ly tất cả, buông bỏ xuống hết, không chùa to tháp lớn, không tivi tủ lạnh, không xe hơi xe cúp, không điện thoại di động, vân vân. Sống đời thiểu dục tri túc, ba y một bát, hàng ngày sống một bữa ăn, không ăn uống lặt vặt phi thời, đi khất thực nuôi thân, chẳng thân chẳng sơ với ai, chẳng tiền chẳng bạc, chẳng danh chẳng lợi. Ai hỏi đạo thì chỉ thẳng, chẳng nói, chẳng dạy điều mê tín gạt người. Vì thế cuộc sống đời và cuộc sống đạo không thể giống nhau được. Giống nhau thì không phải đạo. Ở đây, trong tu viện có tu sĩ và cũng có cư sĩ, nam có, nữ có. Nhưng sự cân nhắc tu hành quả thật chỉ có buông bỏ, mà quý vị chưa hoàn toàn buông bỏ sạch. Chúng tôi biết rất rõ quý vị nghe chúng tôi giảng để hiểu biết,
cho sự thật tu hành để giải thoát cảnh trần lao đau khổ, thì quý vị không đủ ý chí cương quyết và khả năng hành trì được. Người có tâm đi tìm sự giải thoát thì phải gan dạ, gọt bỏ râu tóc, mặc y áo xấu xa, cắt đứt dây mơ rễ má tình cảm với gia đình, cha mẹ, anh em, chị em ruột thịt, vợ con và người thân quyến thuộc. Lại còn phải bỏ tất cả tài sản của cải châu báu vàng bạc. Có đoạn dứt được như vậy thì con đường thiền định của đạo Phật mới tu tập được. Có tu tập được thiền định, tứ thánh hiện tại an lạc trú định, thì mới làm chủ được sự sống chết, mới tịnh chỉ được các hành trong thân. Sự tu hành này đó không đơn giản, mà phải tu tập hết sức. Các thầy phải tự suy nghĩ, các hành đang hoạt động trong thân của chúng ta như tim đập, gan, phèo, phổi, thần kinh đang hoạt động không ngừng nghỉ, hơi thở đang ra vô tự động, da đang bài tiết. Tất cả những sinh hoạt này đang tạo ra một sức sống cho thân mạng chúng ta. Thế mà, tu tập bốn thánh định, chúng ta điều khiển làm cho nó ngưng hoạt động, thì đây không phải là một việc dễ làm. Nếu tâm của chúng ta chưa thanh tịnh, chưa ly dục ly ác pháp, còn thương, còn ghét, còn giận, còn hờn, còn tham muốn vật này, vật khác, chưa đoạn lìa tình cảm thế gian, thì chắc chắn quý thầy không thể thực hiện được, không thể làm chuyện vĩ đại này được. Giáo lý của Đức Phật đã vạch ra con đường tu hành rất rõ ràng. Lấy nhân quả làm nòng cốt đối tượng cho sự tu tập. Vì thế, thay đổi nghề nghiệp ác là hành động đầu tiên trao dồi thân tâm thiện, chánh nghiệp. Kế đến, chúng ta lần lượt tu tập những hạnh bố thí cúng dường để xả bỏ lòng ích kỷ, hẹp hòi, để xa lìa lòng ham muốn nhiều của mình và hàng ngày còn trao dồi đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trong mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh, mọi sự việc. Chính những sự tu tập này đã mang đến cho quý vị và gia đình một sự an vui hạnh phúc tuyệt vời. Người cư sĩ chỉ cần tu tập bấy nhiêu đây cũng đủ đem lại một cuộc sống an lành hạnh phúc mà hầu hết mọi người trên thế gian này đều mơ ước. Chỉ có những người chưa biết an phận thì con đường tu tập này không phù hợp. Nếu không có đạo Phật chỉ đường vạch lối giải thoát cho loài người, thì loài người đi tìm hạnh phúc trong ảo tưởng, đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Ở đây, chúng tôi xin lưu ý các bạn, đời và đạo không thể đi chung nhau một đường, mà hai nẻo rõ ràng. Đời là đau khổ, đạo là giải thoát. Đời thì ôm vào tất cả, đạo thì buông ra chẳng còn một vật. Vì thế mà các bạn quan sát biết rõ người tu đúng và người tu sai. Người nào tu theo đúng chánh pháp của đạo Phật, người nào tu sai lạc vào tà pháp của ngoại đạo, thì các bạn không còn lầm người. Đó là đạo và đời đã xác định rõ như vậy.